Đang tiếp tục anh chuẩn bị lên cái cây bạch đàn này em. Lên mé bớt với bấm ngang đọt nha các bạn. Tại cây này nó nằm trên cái vườn mít nữa. Được.
Quá im. Đánh xuống các bạn, xuống là anh bấm ngàn gốc luôn. Đúng luôn hả? Cái nào cái này đúng luôn hả vậy anh Gột? Mày hạ cây luôn không ơi? Lẹ này không có hạ gốc luôn mà, bấm ngàn đọt nha. Chỉ đâm tợt nữa người ta giật được, nó cũng gần rồi. Chỗ đây.
cô. Xong cái này các bạn ơi, xong cái này anh xuống nha, anh xuống cái còn lại kia hai cây trước cửa nhà nha, trước cửa nhà đằng kia đó. Chút là đắng cắt mình quay cho bạn xem nha. Này là dạng phát quang nha, phát quang đường dây điện đó. Mấy cây nằm gặp dây điện là mình cắt hết nha. Rồi khi nào là đắng cắt hai cây đằng trước cửa nhà mình quay cho bạn xem nha. Vậy là xong nha bạn, xuống luôn ạ. Giờ anh Hoàng anh thảy dây lên để anh cắt hai cái cây này các bạn. Hai cây này nằm ngay trước cửa nhà luôn rồi. Khá là cao nha. Lương lương cắt cái cây kia mới gọi chứ mới. Hai cây này cũng cặp cũng khá cao các bạn. Nó không lớn nhưng mà nó khá là cao á, tược nó cũng nhiều nữa nha. Này anh Hoàng ảnh hạ nguyên cây nha, mà coi anh hạ nguyên cây như thế nào nha, cho anh thấy cái này gịch cũng chua ăn lắm nha, cái gió nó hơi nhiều luôn á, gió hướng nó về anh đây nhưng mà kéo ngược nó về qua anh kia đó. Thế khi nào là anh cắt mình quay cho bạn xem nha, anh thấy dây rồi nha. Coi, coi. Rồi, xuống luôn. Xong cái này rồi là anh cắt luôn cái này nữa, có cái này dịch qua nổi không nha, cái cây này thấy gió nó dịch chiều chiều quá trời. Rồi anh Hoàng anh tiếp tục anh thấy dây cây này nữa bạn, cây này gió quá không biết sao nhưng mà nó khá cao này. Kéo tiếp nha. Rồi bước đi. Xin đây, xin đây, xin đây. Rồi. Xin luôn. Xuống nước bạn ơi, mạnh luôn. Xong hai cây cuối luôn nha bạn. Cây cuối này nằm ngay nhà này, rất là khó nha. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha bạn.
Để các bạn lên video sau nha. Bye bye các bạn nha. Cây nào mà có đốm đỏ này là người ta kêu mình hạ hết.